Xin chào quý vị và các bạn, tôi là Hiếu Anh, đến từ kênh YouTube của Nhà đẹp Tân Á. Cứ đến hẹn lại lên. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các bạn một mẫu nhà mới 2 tầng được thiết kế theo phong cách hiện đại. Đây là nhà của anh Kính ở Đồng Thành, Đồng Môn, thành phố Hà Tĩnh. Và trước khi đi đến giới thiệu ngôi nhà trên kênh YouTube của chúng tôi thì tôi sẽ giới thiệu qua kênh YouTube của chúng tôi sẽ có đầy đủ các mẫu nhà từ nhà vườn, nhà phố, nhà cấp 4, biệt thự, tân cổ điển, vân vân. Thì các bạn hãy lên đây để cùng tìm hiểu, cũng như là chúng tôi cũng chia sẻ các cái kinh nghiệm trong quá trình xây dựng công trình và các đội ngũ kiến trúc sư và kỹ sư, cũng như là đội ngũ kỹ sư thi công trọn gói của chúng tôi đã chia sẻ các cái video ở đây để các bạn cùng tìm hiểu trong quá trình xây dựng ngôi nhà mơ ước của mình. Và hôm nay tôi sẽ giới thiệu bạn. Đây là nhà của anh Kính ở Đồng Thành, Đồng Môn, thành phố Hà Tĩnh. Thì khi chúng tôi đến khảo sát nhà anh Kính thì với khu diện tích đất của anh là tương đối là rộng, và với nhu cầu của anh là anh muốn thiết kế cho anh một ngôi nhà vừa đảm bảo về kết cấu cũng như là vừa đảm bảo về cái sự kiến trúc bên ngoài và phù hợp với tính cách trẻ trung năng động của anh. Đây các bạn thấy đội ngũ khảo sát của chúng tôi đến tiến hành công tác kiểm tra khảo sát địa chất và kiến trúc xung quanh ngôi nhà. Thì với một đội ngũ thiết kế chuyên nghiệp thì bắt buộc là phải có công tác khảo sát địa chất cũng như là khảo sát hiện trường trước khi mình tiến hành quá trình xây dựng ngôi nhà của mình. Đây các bạn thấy đây là đất của nhà anh Kính ở Hà Tĩnh, Đồng Môn, Hà Tĩnh. Đấy, các bạn thấy. Thì nếu như các bạn có muốn ý định tìm hiểu thì các bạn hãy cùng qua đây, qua nhà anh Kính ở Đồng Thành, Đồng Môn, Hà Tĩnh để cùng tìm hiểu về cách thức làm việc của công ty thiết kế Tân Á chúng tôi. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng đi đến ngôi nhà. Đây. Khi sau khi công tác khảo sát thì các kiến trúc sư của chúng tôi đã cho lên thiết kế ngôi nhà theo ý tưởng của anh Kính. Khi chúng tôi đến bàn giao hồ sơ thiết kế thì mọi thành viên trong gia đình của anh đều rất ưng ý với mẫu thiết kế này. Thì bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu đến với thiết kế của nhà anh Kính. Đây là phối cảnh 3D đằng ngoài của nhà anh Kính. Thì với diện tích xây dựng là 17 nhân cho 9,3 mét vuông. Thì chúng tôi, các kiến trúc sư của chúng tôi đã cho lên thiết kế phương án phối cảnh 3D, mời các bạn cùng theo dõi đây. Và bây giờ tôi sẽ giới thiệu ngôi nhà cho các bạn xem. Đây là nhà của anh Kính. Và với hệ mái chúng tôi thiết kế đây là hệ mái nhật lùn. Thì các hệ mái được giao thoa với nhau ở tại bởi các bường double và các vị trí ở các cột đỉnh mái thì được đặt các cái cột thu lôi chống sét. Đây các bạn thấy, và với các vị trí hệ thu lôi chống sét thì sẽ được giao thoa để mình cùng đưa về xuống âm dưới lòng đất. Thì sau này tôi sẽ chia sẻ với các bạn về một video về cách thức thi công cột thu lôi chống sét. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng ở dưới hệ mái của nhà anh Kính đây. Các bạn thấy đây là hệ xeno mái. Thì với hệ xeno mái này, đây các bạn thấy hệ xeno mái với trải dọc theo viền mái để làm gì? Với hệ mái Nhật thì cái hệ xeno mái này nó rất quan trọng, bởi vì nó càng đẹp thì cái hệ mái của mình nhìn ở dưới lên càng đẹp. Và đây các bạn thấy hệ xeno mái thì chúng tôi cho thiết kế hệ bóng đèn downlight chỉ chạy dọc theo hệ xeno mái để tôn lên cái vẻ đẹp khi vào buổi tối. Thì chúng ta bật đèn lên thì thể hiện được cái vẻ đẹp của hệ xeno mái. Và đây hệ xeno mái thì đây các bạn thấy, thì tôi sẽ zoom gần cho các bạn. Chúng tôi có thiết kế các điểm nhấn nhá ở hệ xeno mái, có cái đường viền phào chỉ lồi lõm. Thì để làm gì? Để nhấn nhá cho cái hệ mái của mình thêm được nổi bật với hệ mái Nhật luôn, với phong cách nhà hiện đại. Khi mà kết hợp lại với nhau thì
ngôi nhà sẽ rất là trẻ trung và năng động, và khi buổi tối kết hợp với bóng đèn downlight thì nó sẽ là rất là đẹp lung linh. Và bây giờ ngay dưới hệ sơn lô mái thì đây là một đường chỉ ngăn cách, chỉ phào lồi ngăn cách giữa hệ mái và phần thân. Thì các bạn thấy đây chúng tôi thiết kế đây phần chỉ thì nó được lồi ra để làm để nhấn nhá cho cái hệ mái và phần thân của ngôi nhà. Đây các bạn thấy đây. Đây. Đường chỉ chạy dọc theo hệ sơn lô mái. Những cái chi tiết như phào chỉ cũng như là các chi tiết chỉ âm thì các bạn phải đặc biệt lưu ý để đặt đúng vị trí cũng như là đặt để kết hợp nó hài hòa với nhau để làm sao nó tôn lên được cái vẻ kiến trúc đằng ngoài của ngôi nhà. Và đây các bạn thấy đây ở dưới phần tầng 2, thân tầng 2. Đây là các cái đường phào phào nổi cũng như chỉ âm. Và toàn bộ ngôi nhà là sử dụng hệ sơn màu sơn trắng là sơn chủ đạo, hệ ngói thì màu xanh ghi cũng như gạch ốp. Đây là chúng tôi các vị trí mà vị trí cột chủ trọng yếu thì chúng tôi cho thiết kế cho anh. Đấy là các vị sử dụng hệ đá ốp, đá vân xà cừ như là màu xám. Các bạn thấy đây là các vị trí chân cột đây thì nó rất là khỏe khoắn và cái ngôi nhà của mình cảm giác nó rất là chắc chắn và cũng như là năng động. À, các bạn thấy ở với hệ cửa sổ mà chúng tôi thiết kế cho anh ở đây là hệ sử dụng hệ nhôm Sipha. Thì các bạn thấy đây giữa hệ nhôm Sipha và cửa chính thì dùng bằng cửa gỗ. Và với ngôi nhà thiết kế hiện đại bây giờ thì sử dụng hệ nhôm Sipha là rất phổ biến. Hệ Sipha bây giờ cũng có rất nhiều loại và rất nhiều mức giá khác nhau. Có loại 1 triệu 2 cũng như có loại 2 triệu 8 nó khác nhau. 2 triệu 8 nó có loại nó nhập khẩu nguyên đầu từ Úc, Mỹ, vân vân. Các bạn hãy tìm hiểu cái này ở trên thị trường hoặc là các bạn có thể gọi cho chúng tôi để chúng tôi tư vấn trực tiếp cho các bạn. Và đây là cái cửa chính của chúng tôi thiết kế cho anh ở đây. Sử dụng hệ cửa gỗ và sử dụng lam kính hai bên để vừa lấy sáng cho ngôi nhà như là lấy cái thông thủy cho cửa chính của ngôi nhà. Ở tầng 2 thì chúng tôi cho thiết kế ban công để anh có thể trồng hoa ngay dưới cửa sổ đây. Khi chúng ta mở cửa sổ ra là đã có thể hòa mình vào thiên nhiên được rồi. Đây các bạn thấy chúng tôi thiết kế các bồn hoa trồng cảnh để ở ban công đây. Và ở ban công tầng 2 thì sử dụng hệ lam sát sơn tĩnh điện. Chúng ta có thể sử dụng hệ kính cường lực ốp ở trên cũng như kết hợp với lại bạt cuốn ra cuốn vào ở đằng dưới hệ kính cường lực để chống nóng. Và hệ mái ở đây các bạn thấy ở ban công tầng 2 chúng tôi cho thiết kế thêm một hệ mái nhật lùn đua ra để làm lấy tiền cho mặt tiền cho sảnh tầng 1. Với các bạn thấy đây là ở tầng 2 thì hai trụ chính mà chúng tôi cho ốp đá đây, vân xà cừ sử dụng hệ bóng đèn mắt trâu sử dụng theo các vị trí chân cột. Và đây là tầng 1 thì chúng tôi cho sử dụng hệ cửa sổ nhôm Sipha và kết hợp với đó là hệ mái ngói tiền sảnh của tầng 1 thì cũng sử dụng hệ xeno chạy dọc sử dụng hệ bóng downlight. Và ở cột tầng 1 các bạn thấy các cái đường chỉ âm cũng như là các đường phào phào nổi mà ở vị trí cột mà các kiến trúc sư của chúng tôi thiết kế đây nó sẽ nhấn nhá cho ngôi nhà của mình, mặt tiền của mình có nó sẽ được nổi bật. Và các bạn thấy đây là tôi sẽ zoom lại các bạn thấy xem đây. Và đây là ở đằng ngoài có hệ bảo bộ bàn ghế uống nước ở sân trước khi đặt sau cái hệ tiền sảnh gara tô. Các bạn thấy hệ mái hệ lam gỗ mà chúng tôi thiết kế cho anh kính ở đây thì các bạn thấy đặt bàn nước ở đây anh có thể tối về anh có thể uống nước nói chuyện và với bạn bè cũng như là các thành viên gia đình có thể
giao lưu với nhau nó được tốt hơn. Và đây thì móng của ngôi nhà thì tường móng mà chúng tôi cho ốp các đường gạch chỉ, các bạn thấy gạch inox, gạch chỉ mà chúng tôi cho ốp gạch dọc tường móng. Thì và hệ tam cấp ở đây là hệ bậc, ở đây là tam cấp bậc nhà thì chúng ta nên cho ốp đá. Ốp đá này với đây hệ vân xạ cừ kết hợp với lại đá trắng thì nó sẽ nổi bật hơn được cái hệ tam cấp của mình, cái mặt tiền tiền trước của ngôi nhà. Ở tầng 1 thì chúng tôi bố trí các hệ ban công chạy dọc theo mặt tiền trước cũng như là ở mặt hông của ngôi nhà. Thì anh có thể trồng có bồn hoa trồng cảnh khi mà mình mở cửa phòng cửa sổ ra thì cảm giác như có thể hòa mình được vào thiên nhiên. Các bạn thấy đây hệ cửa sổ mà chúng tôi thiết kế cho anh đây là tương đối là nhiều và rộng, và với phong cách hiện đại thì bây giờ chúng ta nên làm cái cửa sổ nó tương đối là nhiều, không nên là làm bí, bởi vì ngôi nhà nó trẻ trung năng động, đằng trong nó phải đón với lại gió cũng như là không khí nó hài hòa với thiên nhiên. Đây là cái tiêu chí thiết kế của hiện đại bây giờ. Và khi các bạn làm nhà thì các bạn nên chọn một đơn vị thiết kế nó có uy tín và năng lực để các bạn có thể tin tưởng và trao niềm tin vào ngôi nhà mơ ước của mình vào đấy, để làm sao để các kiến trúc sư hàng đầu có thể vừa làm cho ngôi nhà của chúng ta đẹp được về kiến trúc, chuẩn về kết cấu cũng như là tiết kiệm được thời gian thi công và tránh trường hợp hao phí vật liệu cũng như là có thể là sửa đi sửa lại trong quá trình xây dựng ngôi nhà của mình. Và quan trọng nhất đây là ngôi nhà mình phải đẹp, phải thẩm mỹ và nó phải là một ngôi nhà thời thượng theo thời gian. Và đây bây giờ tôi sẽ đã giới thiệu qua cho các bạn, đây là phối cảnh 3D cũng như là kiến trúc mặt tiền của nhà anh Kính ở Đồng Môn, thành phố Hà Tĩnh. Đây là tôi đây. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đi vào kiến trúc công năng của đằng trong ngôi nhà của anh. Đây là tầng 1 của ngôi nhà anh Kính với diện tích sử dụng là 17 nhân cho 9,3 mét vuông. Chúng ta cùng nhân xem. 17 nhân 9,3 158,1 mét vuông, và ngôi nhà của anh tương đối là rộng. Các bạn thấy với diện tích này và có tiền sảnh ở đằng trước, kể cả tiền sảnh tức là toàn bộ diện tích sử dụng chứ không phải là diện tích xây dựng. Và đây là các bạn thấy ở phòng khách chúng tôi thiết kế cho anh 23 mét vuông, có hệ lam ngăn cách giữa phòng khách và phòng ăn 20 mét vuông. Và phòng ở tầng 1 thì sẽ có một phòng ngủ với diện tích 13,7 mét vuông, phòng bếp 13,3 mét vuông, có nhà vệ sinh sân rửa ở khu đằng sau. Các bạn thấy đây ở phòng khách và phòng bếp ăn thì có hai hệ lam cố để chúng ta hệ lam. Thứ nhất là ngăn cách giữa phòng khách và phòng ăn. Hệ lam thứ hai là giữa cầu thang và phòng bếp. Cầu thang ở đây chúng tôi thiết kế đây là 21 bậc. Nó sẽ nằm ở giữa phòng ngủ và phòng bếp. Và đây cửa sau ra khu vệ sinh cũng như là khu sân rửa của ngôi nhà. Ở đây thì trong khu vực sinh hoạt chúng tôi không cho thiết kế đặt nhà vệ sinh. Và ở đây bên cạnh đó thì ở phòng khách thì chúng tôi có một cái cửa để ra khu sảnh phủ, đây là bên bàn uống nước cũng như là gara ô tô đây. Nãy tôi vừa nói cho các bạn nghe. Đây là mặt bằng kiến trúc của tầng 1. Và bây giờ là chúng ta cùng lên tầng 2 của ngôi nhà. Tầng 2 của ngôi nhà gồm có 3 phòng ngủ với các diện tích 13,7 và 13,6, 15,4 mét vuông. Và sân thượng ở đây nó rất là rộng. Ở tầng 2 thì có phòng thờ tiền sảnh của ngôi nhà 16,2 mét vuông. Lấy kích thước theo thông thủy và phong thủy nó phải hợp lý trong quá trình xây dựng ngôi nhà của mình, đặc biệt là các kích thước về phòng thờ cũng như là kích thước về các cái lỗ ban và thông thủy của trong ngôi nhà. Tầng 2 có nhà vệ sinh và khu giặt phơi đằng sau. Các bạn thấy đây với kích thước hành lang 1,2 mét thì chúng ta có thể đi được giữa hành lang giữa hai phòng ngủ với nhau mà rất rộng rãi mà nó không ảnh hưởng đến sinh hoạt bên trong.
Và đây là hệ máy mà ở tầng 2 mà chúng ta cần phải các kiến trúc sư của chúng tôi thiết kế cho anh kính, thì nó có đua ra hay là 91 phân. Thì cái này thì nó phụ thuộc vào cái diện tích, gọi là diện tích tủ bê tông trong quá trình xây dựng. Thì với đơn vị thiết kế Tân Á chúng tôi thì sẽ có một đội ngũ giám sát với đầy đủ dày dặn kinh nghiệm, cho nên là trong quá trình thi công thì đội ngũ giám sát của Tân Á chúng tôi sẽ theo sát chủ nhà và chủ thầu để cùng thực hiện lên một ngôi nhà mà nó đảm bảo cho kết cấu cũng như là kiến trúc mà các kiến trúc sư đã thiết kế ra. Thì đấy là một đơn vị thiết kế chuyên nghiệp, các bạn nên nên tìm hiểu. Đơn vị thiết kế chuyên nghiệp phải từ khảo sát cho đến phần giám sát thi công, nó phải đảm bảo là một cách là uy tín và chuyên nghiệp nhất. Và vừa rồi là tôi đã giới thiệu qua kiến trúc cũng như là công năng của nhà anh kính. Đây một lần nữa tôi sẽ giới thiệu qua phối cảnh ở ngoài 3D. Và đây là bản 3D trong thiết kế và khi xây dựng lên với một đồ thử cứng khi hoàn thiện, thì ngôi nhà đằng ngoài nó sẽ còn đẹp hơn thực tế rất là nhiều, đẹp hơn ở trong thiết kế trong bản vẽ 3D rất là nhiều. Vì khi đấy là nó kết hợp được với lại môi trường xung quanh thì chúng ta nhìn vào nó sẽ là rất là lung linh. Đây, và vừa rồi là tôi đã giới thiệu nhà của anh Kính cho công ty Tân Á chúng tôi thiết kế. Thì các bạn hãy cùng đăng ký kênh của chúng tôi, Nhà đẹp Tân Á, để cùng tìm hiểu và cùng tham khảo những mẫu nhà và các kinh nghiệm trong quá trình xây dựng công trình. Và các bạn nếu như các bạn có ý định thì các bạn hãy liên hệ với chúng tôi theo đường điện thoại của đường dây nóng cũng như hoặc là số liên hệ trực tiếp với số điện thoại của tôi có cho ghi ở đường dưới. Thì tôi sẽ cũng như là các kiến trúc sư sẽ tư vấn nhiệt đầy đủ cho các bạn để các bạn nắm rõ hơn về ý định của mình. Các bạn chỉ cần gọi điện là chúng tôi sẽ trả lời. Và cảm ơn quý vị và các bạn.